của Galaxy S10 sẽ là Galaxy S20. Hãng điện thoại Samsung có thể lấy năm tới đặt tên cho bản kế tiếp của Galaxy S10, thay vì Galaxy S11, bản kế tiếp sẽ là Galaxy S20. Có nhiều lý do để Samsung làm việc này. Thứ nhất, số hiệu điện thoại trùng với tên năm sẽ giúp người dùng phân biệt đâu là điện thoại cao cấp và mới nhất. Ngoài ra, việc bỏ qua tên gọi S11 sẽ giúp Samsung đi trước iPhone về mặt con số. Cũng cần biết rằng, nếu áp dụng, Samsung không phải hãng đầu tiên làm việc này. Huawei từng bỏ qua tên gọi P11 khi công bố P20 năm 2019. Bản thân Samsung cũng từng bỏ qua tên Note 6 để đồng bộ hai thương hiệu sản phẩm cao cấp của hãng với nhau. Tất nhiên, đây mới chỉ là tin đồn, chưa có gì chắc chắn Samsung sẽ theo hướng này. Còn nếu vẫn theo hướng cũ, đầu năm tới đây Samsung sẽ tung ra thị trường bộ 3S11e, S11 và S11+. Có tin Samsung vừa chốt thiết kế và thông số kỹ thuật của màn hình Galaxy S11. Đó sẽ là màn hình tràn cạnh, tăng tối đa diện tích bề mặt. Ngoài ra, màn hình Galaxy S11 sẽ có tỷ lệ làm tương 120 Hz, tích hợp cảm biến vân tay cỡ lớn dưới màn hình. Camera cũng được làm mới với độ phân giải cao, zoom quang 5x, pin cải thiện và có thể kết nối 5G.